Năm hai nghìn hai mươi đại dịch Covid bùng phát thật là gay go, quá nhiều người bị sốt nặng và dấu hiệu điển hình trong đó là hay ho, chết chóc quá nhiều không được làm ma chay cho, ai nấy ra ngoài đường đều phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. Vì vậy người đó có nhiều thứ cũng rất là hay ho, như là mấy thành phần toxic gây ô nhiễm xã hội và những thứ đã bổ ích. Chúng mình nghĩ chúng mày là ai mà bắt người ta làm đô dịch cho chúng mày, đầu óc là ngu ăn nói thiếu logic. Đây đã phải chuyện cổ tích nên đừng có đóng vai phản diện, làm chuyện sai trái bị phán quyết thì đừng có phản biện. Yeah. Năm 2020 đại dịch Covid bùng phát thật là gay go, có những người bị sốt nặng và dấu hiệu điển hình trong đó là hay ho, chết chóc quá nhiều không được làm ma chay cho, ai nấy ra ngoài đường đều phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. Thì bên cạnh đó có nhiều thứ cũng rất là hay ho, đó là mấy thành phần toxic. Yeah. Đó là mấy thành phần toxic.